nhằm phục vụ cho việc biên tập dự thảo văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thường trực tổ biên tập văn kiện đại hội đã tổ chức tọa đàm khoa học, mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện chủ trì tọa đàm. Trong thời gian qua, Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế Xã hội đã nỗ lực để dự thảo các văn kiện rất quan trọng trình đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đại hội 13 chưa đặt ra vấn đề sửa đổi cương lĩnh, song những tổng kết về mặt lý luận và thực tiễn, những đánh giá kết quả thực hiện là yếu tố quan trọng để triển khai cương lĩnh tốt hơn, hiệu quả hơn và phù hợp với thực tiễn đang thay đổi rất nhanh chóng để đạt được mục tiêu cao nhất mà cương lĩnh đã đề ra là xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Việc xác định các mục tiêu phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp, đảm bảo tính thực tiễn và khả thi là rất quan trọng, bởi đây là cơ sở để xác định chính xác những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn dân. Tại tọa đàm, các đồng chí thường trực Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế Xã hội, nhóm tổng hợp chung, các chuyên gia đã trao đổi, thảo luận, từ đó có thêm thống nhất trong việc xác định mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước trong dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của Đảng.